dịp trung thu, tôi xin hát một bài nói về trăng ha. Ta thứ. Xin mời quý vị ở lại sàn nghỉ với ca khúc Vầng Trăng Tình Yêu của nhạc sĩ Trúc Hồ. Xin mời quý vị, hẹn quý vị kỳ tới sẽ hát tiếp. Cảm ơn.
ơn quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thời gian trôi qua nhanh quá, 2 tháng rồi để trở lại được gặp quý vị khán giả thân thương, đại gia đình của Curry. Ngày hôm nay chúng rất vui khi là một trong những ca sĩ đã có mặt trong chương trình tạo nên sự thành công của chương trình ngày hôm nay. Quý vị vừa nghe một ca khúc mà tôi nghĩ rằng là những thế hệ, những người anh, người chị, cô chú thế hệ 6X ở đây ai cũng biết bài hát này, đúng không ạ? Ca khúc Thanh Xuân của chúng ta, đúng không ạ? Quý vị vừa nghe là ca khúc Mưa Phi Trường. Ca khúc này cũng nghe từ hồi chắc là còn có chút xíu à, tầm hơn 10 tuổi. Và đã có xưa rồi thì cũng phải có nay. Một bài hát sau đây mà Dũng xin dành tặng đến tất cả quý vị là một ca khúc trong năm 2022 cũng được rất nhiều người yêu thích, là một ca khúc hot trên tất cả các bảng xếp hạng của âm nhạc Việt Nam. Một bài hát của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Tiến, bài hát được mang tên Mật. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ. Cái khúc này có thể là còn hơi mới với quý vị. Và hy vọng là quý vị sẽ yêu thích ca khúc này. Và hát rất là dễ thương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về trăng, bài hát nó mang tên Nửa Phần Trăng. Yes. Mình đi quậy nhá. Chương trình
sẽ là những ca khúc remix sôi động. Và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, quý vị hãy cùng thưởng thức, cùng lắng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ. Ca sĩ rất là xinh đẹp, rất là sexy và quyến rũ, tiếng hát của nữ ca sĩ Đan Kim.